Thề luôn, đéo thấy ông nào hướng dẫn tận tình và chi tiết như ông này, quá ngưỡng mộ. Nhon đoan một ngày trước. Preview. Tiếp theo thì Tường sẽ trả lời thêm một cái câu hỏi. Thề luôn, đéo thấy ông nào hướng dẫn tận tình và chi tiết như ông này, quá ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn Nhon Đoan rất nhiều. Thực ra Tường chia sẻ ở đây, Tường biết cái gì thì Tường chia sẻ lại cho anh em. Nếu như anh em làm giúp ích được anh em làm tốt hơn thì thực sự là Tường cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi Tường. Doraemon Mập có câu hỏi như sau. Một ngày trước, anh Tường ơi, có mẹo nào bấm viền cái trán cho nó chuẩn không anh, hay chỉ canh bằng mắt thôi? Đây là câu hỏi của bạn Doraemon Mập. Không biết là ngoài đời bạn mập đến cỡ nào, nhưng mà tôi tưởng tượng là cũng mập đấy. Anh Tường ơi, có mẹo nào bấm viền cái trán cho nó chuẩn không anh, hay chỉ cân bằng mắt thôi? Thực ra để bấm cái trán ấy, thì bạn cần phải xác định được là cái trán nào là cái trán chuẩn, cái trán nào là chuẩn. Có người thì lại bấm bằng, có người thì lại bấm bằng, có người thì lại bấm tụt xuống như này. Riêng Tường thì Tường bấm nó hơi chếch lên một chút. Tường bấm hai góc trán này nó hơi chếch chữ V lên một chút. Với cái mẹo của Tường ấy thì Tường sẽ chia ra. Ví dụ ở đây là 5 năm thì Tường sẽ lấy ở cái giữa này làm điểm chuẩn và Tường bấm sang hai bên chéo lên. Sau đó các bạn nhìn vào gương. Cái mẹo là các bạn phải nhìn vào gương. Để các bạn nhìn vào gương, các bạn nhìn đằng xa này vào gương thì các bạn mới nhìn thấy được à, hai cái này nó cân hay chưa. Còn nếu như các bạn nhìn cận cảnh như này này thì đôi khi chúng ta không thể nào nhận ra được nó thẳng chưa, nó cân chưa. Tại vì nó quá cận, trừ khi chúng ta chụp ảnh lại, trừ khi chúng ta chụp ảnh lại hoặc là chúng ta gióng vào gương từ đằng xa thì chúng ta mới nhìn ra được là cái trán này nó cân hay chưa. Và như Tường vừa chia sẻ, cái cách bấm của Tường là Tường lấy điểm chuẩn ở giữa rồi Tường bấm chéo sang hai bên vách lên như thế này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn Tường thì rất ít khi bấm bằng hoặc là ít khi bấm chéo tụt xuống như này. Rất là nhiều người bạn mới, học viên mới rất hay bị lỗi bấm hơi tụt tụt xuống. Tức là nhìn nó không có hồn, nhìn nó không sắc sảo, nhìn nó không tinh tế. Đấy là cái cách làm của Tường. Bạn gióng vào gương và bạn có thể đứng đằng xa, bạn chụp ảnh lại bạn xem. Nhưng mà chụp ảnh lại thì nó hơi phiền phức, hơi kỳ công. Bạn có thể quay ghế vào gương, bạn nhìn xem, đứng đằng sau lưng khách các bạn nhìn vào xem cân chưa. Nếu như mắt bạn cảm thấy cân rồi mà bạn hỏi thằng bên cạnh, mày ơi mày nhìn cân chưa, nếu mà nó bảo chưa cân thì đi kiểm tra lại mắt, chắc là mắt nó lệch thôi, không sao. Đấy là cái câu trả lời, câu chia sẻ của Tường. Cảm ơn câu hỏi của bạn Doraemon Mập. Anh em có câu hỏi gì cứ để lại comment, anh em để lại comment hoặc anh em inbox trực tiếp vào số điện thoại là 0962 02 42 88, hoặc anh em tìm trên Facebook, nick Facebook cá nhân là NT Giao Lạc. Đấy là nick cá nhân của Tường. Các bạn cứ gửi câu hỏi về đó, hoặc là comment ngay dưới cái video này, bình luận này ở trên Facebook hoặc YouTube này thì Tường sẽ trả lời hết cho các bạn vào một cái thời gian gần nhất. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi Tường và dành tình cảm cho Tường. Thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.